Thì mỗi một loại giày nó sẽ có những cái chỉ số phù hợp với từng sở thích. Nên là cái đôi này mà những anh em mà mới bị Covid xong thì không có nên chạy. Cái đôi này theo mình nó sẽ phù hợp với những ông già hơi, những cái ông bà phải. Hey Joe, Lương Anh Đức on the mic. Chào mừng các bạn đã đến với Coindesk TV, kênh phân tích chuyên sâu độc quyền về blockchain và crypto. Muốn chạy bộ mà ra được tiền thì chỉ cần xem hết video này. Đó, chắc hẳn mấy ngày gần đây thì anh em đi đâu cũng thấy cụm từ như move to earn hay là run to earn, hay là hình ảnh mấy đôi giày NFT với từ khóa chạy để kiếm tiền rồi đúng không? Đây chính xác là một trào lưu mới mà Step họ đã tiên phong rất thành công. Và bài research phân tích dự án chi tiết thì đã có đầy đủ ở trên website của Coindesk rồi. Thì mình sẽ không đi sâu vào cái việc research nữa, mà với ở video này mình sẽ đi sâu vào việc là cầm tay chỉ việc để anh em có thể hình dung được ngay lập tức là mình cần phải làm gì để có thể chạy và kiếm tiền, được không ạ? Ở cuối video này thì mình sẽ có một phần quà gửi tặng tới anh em, nhớ xem hết video này nha. Đó, thì cái bước đầu tiên rất đơn giản, đó là tải app và tạo ví. Thế thì mọi người này có cái app, mình thì mình đang dùng cái giả lập Nord Player. Anh em có điện thoại thì đơn giản thôi, hãy vào Google Play, anh nhầm CH Play hoặc là App Store, có từ khóa Step N, Enter. Thì cái app Step này nó chính là cái thứ mà anh em cần phải tải về để có thể bắt đầu. Đó, ấn vào cài đặt. Mình thì mình đã tải sẵn rồi. Thì cái bước đầu tiên sau khi là tải app thì mình hãy vào đây đánh cái số email của mình vào, sau đó ấn vào send code thì sẽ có một cái code nó sẽ được gửi về mail của anh em. Ok, thì sau khi tạo được cái email của mình nó sẽ có một thứ gọi là active code. Thì mình đã để cái link để có thể lấy cái active code này ngay ở bên dưới phần mô tả rồi. Anh em vào link đó để lấy active code nha. Nó sẽ dẫn ra một cái trang của Step. Chúng ta ấn vào không phải là người máy. Rồi, chọn copy cái mã này. Đó, dán cái mã đó vào đây, tab. Ok. Thế là cái bước đầu tiên, anh em là đã bắt đầu là có tạo được một cái tài khoản rồi. Thì sau khi tạo tài khoản, mọi người bắt đầu phải tạo ví nha. Hãy bấm vào cái phần ví này. Hiểu một cách đơn giản, cái spending là cái ví in game, là cái sử dụng những đồng tiền hiển thị ở trong game thôi. Còn để có cái ví out game để em phải giao dịch được thì anh em cần phải tạo một cái ví khác, là cái phần wallet này này. Đó, thì hãy bấm vào phần create a new wallet, rồi tạo một cái mật khẩu phù hợp với anh em. Mình thì mình đã dùng một cái nick mới để mình test cho anh em mới hình dung được, còn bản thân mình thì mình đã không dùng cái ví này, đúng không ạ? Rồi, phần này quan trọng, khi tạo ví nhà phát hành sẽ đưa cho anh em mình một cái cụm mật khẩu bao gồm 12 ký tự như vậy. Thì anh em phải lưu 12 ký tự này lại vào đâu đó, nó vừa bí mật mà vừa khiến cho anh em không thể quên được nha. Bởi vì nếu như anh quên thì anh em sẽ mất cái ví này. Còn nếu như người khác họ có chuỗi 12 mật khẩu này thì họ sẽ có thể vào và lấy hết toàn bộ tài sản, toàn bộ số crypto của anh em ở trong ví. Cho nên hết sức chú ý nha. Sau khi đã ghi nhớ 12 cụm từ này thì chúng ta hãy bấm vào phần I have written down. Đó, và sắp xếp 12 cụm từ đó theo thứ tự vừa nãy. Ok, sau khi thực hiện đúng chúng ta ấn vào confirm. Rồi, sau cái bước vừa lấy là anh em đã hoàn toàn tạo được một cái ví wallet cho mình. Thì cái bước thứ hai là anh em phải mua đồng Sol ở trên sàn Binance, được không ạ? Thì mua như nào, cái thao tác này thao tác rất là cơ bản rồi, anh em có thể tự mò mẫm nha. Thì mình muốn xem lại một chút về cái đồng Sol bây giờ đang có giá bao nhiêu. Rồi, 91 đô và trung bình một đồng đâu đó nó đang khoảng tầm 10 son, tức đâu đó khoảng tầm 900, hơn 900 đô, được không ạ? Đấy, đọc đến đây mà anh em có thể vốn căng quá thì cũng đừng có mà unfollow tôi nha. Ok, thế xong cái bước mà nạp son vào trong ví thì bước thứ ba chắc chắn rồi là chúng ta phải mua giày để bắt đầu chạy. Thì để mua giày, trước khi anh em đầu tư thì anh em phải hiểu về cơ chế hoạt động của cái game này và tính năng của từng đôi giày nào nữa, thì hãy chú ý phần này, mình sẽ hướng dẫn anh em rất cụ thể nha. Rồi, thế thì đầu tiên này, hiểu đơn giản là ở trong cái game này anh em sẽ có hai đồng, là đồng GST và đồng GMT, đúng không ạ? GST là cái đồng nội bộ ở trong game, còn GNT nó sẽ là token quản trị chính của game. Thì hai đồng này đang có giá bao nhiêu mình cũng sẽ xem luôn cho anh em, được không ạ? Rồi, GMT đang có giá là 0,7
0.763 đô. Cái đồng GMT này anh em sẽ kiếm được dựa trên nhiều tính năng stake và đặc biệt là lên level 30. Cái đấy mình sẽ nói rõ, lên dày khi lên level 30 anh em có thể lựa chọn earn được đồng GMT này. Còn đồng GST đây sẽ là cái đồng chính mà anh em sẽ earn ra trong khi chạy đồng in game. Thì cái đồng GST đang có giá bao nhiêu? Đồng GST đang có giá 3.36 đô. Thì đây là hai đồng tiền chính để anh em cần phải quan tâm trong tựa game này, được không ạ? Rồi, quay trở lại. Sau khi đã có sẵn trong ví, anh em bấm vào chợ để có thể mua giày. Thì đây là cái chợ, cái marketplace của đôi giày này. Thì trước khi mua giày, anh em cần phải chú ý những cái tính năng như này. Đầu tiên là có bốn loại giày. Bốn loại giày này nó tương tự như kiểu là bốn class mà khi anh em chơi game đó. Thì mỗi một loại giày nó sẽ có những cái chỉ số phù hợp với từng sở thích và khả năng của mỗi một người. Lấy ví dụ đôi walker, đúng không ạ? Thì nó yêu cầu anh em phải chạy trong vận tốc là từ 1 đến 6 km một giờ. Và nếu chạy hết mọi energy, mình sẽ nhận được 4 GST, tức là tương đương với khoảng tầm 12-13 đô đấy. Rồi, thế thì tại sao lại phải có cái tốc độ yêu cầu? Bởi vì cái tốc độ yêu cầu này rất là quan trọng, được không ạ? Tốc độ yêu cầu này nó sẽ liên quan đến cái việc là nếu như mọi người chạy dưới hoặc là quá tốc độ yêu cầu này thì số lượng GST sẽ bị giảm đến 90%, đúng không ạ? Thế thì cái đội walker này nó sẽ phù hợp với các cụ mà thích đi bộ dưỡng sinh, đi nó nhẹ nhàng thôi, đúng không ạ? Còn đôi thứ hai đó là loại joker. Loại joker này thì tốc độ yêu cầu là từ 4 đến 10 km và nếu chạy hết một energy thì sẽ nhận được 5 GST. Thế thì nó cao hơn với đôi walker, đúng không? Đôi này thì nó sẽ phù hợp với những người mà phụ nữ đang không thời kỳ mang thai và dành cho anh em đang trong thời kỳ cho con bú. Đó, nó là phù hợp với những người mà mới chạy. Còn đôi tiếp theo là đôi runner. Nghe cái tên runner đã thấy rất là kinh nhiều, đúng không? Runner này nó yêu cầu chạy vận tốc là 8 đến 20 km trên 1 giờ và nếu chạy hết một energy thì sẽ nhận được 6 GST, đúng không ạ? Nhận được cao nhất. Thì mình khuyên là cái đôi này mà những anh em mà mới bị Covid xong thì không có nên chạy, chứ không là chạy sẽ ẻ ra quần mà không kịp đấy. Rồi, đôi cuối cùng là đôi trainer. Đôi trainer này nó có tốc độ yêu cầu của nó là từ 1 đến tận 20 km. Cho nên là nếu chạy hết một energy thì cái lượng GST thu được là từ 4 đến 6.25 GST. Thế cái đôi này nó phù hợp với ai? Cái đôi này theo mình nó sẽ phù hợp với những ông giờ hơi, những ông bà phải. Bởi vì mình đã tính toán đến việc thu nhập mà cái lượng GST nó không đều đặn như vậy thì rất khó để tính toán được thu nhập. Thì đây là cái đôi mà mình thấy rằng ít người có thể lựa chọn, đúng không ạ? Thì đầu tiên là anh em quan trọng nha, hiểu về bốn loại giày này. Thế thì từ nãy giờ mình nói đến chạy hết một cái energy thì nhận được bao nhiêu GST. Thế thì energy là cái gì? Thì energy này nó cũng như là cái năng lượng hay là thể lực mà khi anh em chơi game đấy. Có energy thì chạy mới được tính điểm. Cơ chế này để nó giúp cho anh em không được chạy 24/24, chống lạm phát, đúng không? Một ngày sẽ được chạy những số lượng rất là quy định thôi. Thì cứ 6 tiếng cái energy này sẽ được hồi một lần. Và mỗi một energy thì chạy được trong 5 phút. Giày mà có phẩm chất càng xịn thì sẽ được càng được hồi nhiều energy. Thì phẩm chất của giày nó là cái nào? Phẩm chất của giày nó chính phẩm chất này này: Common, Uncommon, Red, Epic, Legendary, đúng không ạ? Phẩm chất càng cao thì ngoài cái việc mà anh em được hiểu được hồi nhiều energy ra thì nó còn ảnh hưởng đến cái chỉ số thuộc tính, đúng không ạ? Thì chỉ số thuộc tính nó là cái gì? Mình cũng sẽ lấy luôn một cái ví dụ cho anh em. Chỉ số thuộc tính nó là cái này này. Rồi, chỉ số thuộc tính nó chính là cái này. Mỗi một đôi giày nó sẽ có những chỉ số thuộc tính khác nhau. Thì cụ thể cái chỉ số này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái khả năng thu nhập của mọi người? Thì đầu tiên mình phải nói đến chỉ số efficiency. Efficiency là chỉ số hiệu quả quyết định khả năng kiếm GST. Tức là chỉ số này càng cao thì tỷ lệ GST kiếm được càng nhiều, được không ạ? Cái chỉ số thứ hai là chỉ số resiliency. Thì đó là cái chỉ số độ bền. Hiểu một cách đơn giản, chỉ số này càng cao thì càng tốn ít tiền sửa giày. Bởi vì sau trong khi di chuyển thì anh em sẽ mất một khối lượng nhất định GST để có thể sửa đôi giày này. Giày nào mà chạy chẳng phải hỏng, đúng không? Rồi, chỉ số tiếp theo là chỉ số comfort. Chỉ số comfort là chỉ số hiệu quả khi kiếm GMT. Thì chỉ số này càng cao, cái đồng GMT, đồng token quản trị của game ấy, anh em kiếm được sẽ càng nhiều.
Thế thì sau này anh em chú ý này, mỗi đôi giày nó sẽ có những cái LV khác nhau. Ví dụ những đôi này những đôi LV5 đúng không ạ? Thì mình thử cái đôi LV cao hơn đi. Rồi đôi LV0, đôi LV3 đúng không? Thế thì sau khi lên được level 30, anh em sẽ có thể được lựa chọn là ơn đồng GST hay đơn đồng GMT đúng không ạ? Thế thì câu chuyện là cái đồng, cái chỉ số comfort này này, nó khá là quan trọng đấy. Nó rất là quan trọng, nó khá là quan trọng về sau này đấy. Rồi, còn chỉ số cuối cùng là chỉ số luck, chỉ số may mắn. Thì cái chỉ số này càng cao, tỷ lệ rơi ra mystery box nó càng cao. Đây là một cái loại hộp bí ẩn, nó sẽ rơi ra trong quá trình anh em chạy. Trong hộp đấy thì một là anh em sẽ mở được GST, mà hai là anh em sẽ mở được những cái gem. Đúng không ạ? Anh em sẽ mở được những cái gem. Những cái gem để làm gì? Anh em mà chơi game ấy không lại thuộc tính này, đập những cái viên đá này vào giày thì nó sẽ cộng thêm chỉ số thuộc tính. Ví dụ cái đôi màu đỏ, cái gem màu đỏ này nó sẽ cộng 2 comfort đúng không ạ? Đó, nó còn nhiều loại không? Nó còn nhiều loại nữa. Đấy, cái đôi màu tím này thì nó cộng thêm 2 điểm resiliency. Đó. Thế thì trò chơi này nó có nhân phẩm ấy, cho nên trước khi chạy anh em có thể lên thắp hương cho các cụ để các cụ phù hộ cho chạy được ra nhiều cái đồng, à nhiều cái hộp may mắn này, được không ạ? Rồi. Nói chung viết đến đây thì cái clip của mình nó cũng khá là dài rồi. Thì mình tóm tắt cách dễ hiểu lại cho anh em thì đó là gì? Là cái việc bây giờ anh em việc đầu tiên cần làm thì đó là tạo ví, làm son, rồi sau đó mua giày, bật app lên, nhớ bật cả GPS lên để chạy. Mỗi một energy thì chạy được, à chết rồi, mình biết sai, mỗi energy chạy được tầm 5 phút. Đó, còn trong 5 phút đó anh em chạy được bao nhiêu thì nó tùy cho cái sức khỏe của anh em, đúng không ạ? Cái tiếp theo là khi chọn giày thì hãy chọn loại giày phù hợp với tốc độ chạy của mình. Đừng chọn đôi giày chạy nhanh quá và cũng đừng chạy đôi giày chọn thấp quá, đúng không ạ? Bởi vì khi anh em chọn một đôi giày thấp mà anh em chạy nhanh hơn cái hạn mức yêu cầu thì anh em cũng không nhận được nhiều GST đâu. Rồi, và cái quy tắc thứ hai là ưu tiên chọn giày có chỉ số efficiency và resiliency cao nhất. Bởi vì sao? Hai chỉ số này nó sẽ giúp anh em tối ưu được lượng GST thu được và cũng như là tối ưu được cái số, tiết kiệm một số tiền đi sửa giày, đúng không ạ? Hai chỉ số này đó, hãy lựa chọn hai chỉ số lấy cao nhất. Đó, tất nhiên hai chỉ số lấy cao thì tự đồng nghĩa với cái việc là giá giày nó cũng sẽ cao hơn khá là nhiều đấy, ok không ạ? Còn cái quy tắc thứ ba là hãy luôn chạy đủ và đều, không được để full energy, vì full energy nó sẽ không tăng thêm nữa, như vậy là sẽ phí tiền, được không ạ? Rồi, và cuối cùng thì cái bài viết này hôm nay của mình sẽ chỉ viết đến đây thôi. Hãy cùng trở lại bài viết tiếp theo của mình để có thể mình nói về cách tính thu nhập, để xem là một ngày chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ trend Run to Earn này nha. Hiện tại thì mình đang có một cái cộng đồng nho nhỏ ở trên Facebook và cũng như Telegram. Anh em có thể join vào để giao lưu, để chém gió, để chia sẻ thêm những kiến thức về thị trường này. Đặc biệt là trong cộng đồng thường xuyên có những cái event, có những cái airdrop tặng miễn phí số lượng token cho anh em. Ví dụ hiện tại thì trong group đang có một cái event anh em chỉ cần báo danh thôi là tỷ lệ nhận tổng phần thưởng lên đến 500 USDT rồi. Thì hãy join ngay vào group này, mình để ngay dưới phần link mô tả để anh em cùng giao lưu nha. Và nếu như thấy hay và hữu ích thì hãy đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực ra thêm những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.